Tôi về đây đúng vào dịp này nên rất thích thú khi tận mắt chứng kiến lễ hội cổ truyền của Phật giáo Tây Tạng. Bang gen chi me to to e tu. Ben ve ki da tang chi ni chu. Nhen zi pe ta tang ti ki. Ding chi we a ma chi ni. Nghe ba yu sa ta yang ne so nghe chung yu ze cho chi ni chu nghe nhìn ki ti wa la mo la nghe yi la lang lang chi ni chu. Được ghé thăm ni viện và được ở lại đây 10 ngày, tận mắt chứng kiến đời sống khó khổ của các ni mà chính bản thân mình cũng được trải nghiệm, chúng tôi không khỏi chạnh lòng và vô cùng thán phục. Có đi đến đất Phật linh thiêng mới thấu hiểu và kính nể nghị lực phi thường và công đức tu hành của các ni trước cuộc sống đầy khó khăn thiếu thốn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mặc dù tu tập trong hoàn cảnh cực kỳ khó khăn như thế, nhưng các ni vẫn kiên trì, vẫn hằng ngày hành trì tu tập vì lợi ích của tất cả chúng sanh và cũng như để chánh pháp của Đức Thế Tôn mãi soi sáng thế gian. Nhìn nét mặt của các ni đều sạm nắng, hai bàn tay chai sạm vì khổ cực, đôi gò má bỗng rang vì nắng gió, gánh chịu trong mình bao bệnh tật, chúng tôi cảm thấy xót lòng. Dù đường tu đầy trắc trở gian khó, chướng ngại trải hằng xa, nhưng các vị ni vẫn luôn sách tấn, từ bi và lạc quan. Đoàn chúng tôi giả từ tu viện với một chút ngậm ngùi, quyến luyến. Hình như ai cũng được có thêm một chút lợi lạc tâm linh. Những gương mặt thánh thiện với ánh mắt rạng ngời và những nụ cười trong sáng đã theo chúng tôi về đến quê nhà. Cầu mong cho những hạt giống bồ đề đã nảy mầm và đang được tưới tẩm sẽ thêm lớn mạnh, vững vàng trước mọi phong ba bão táp của đời. Xin cảm ơn Thầy đã cho chúng con thêm chút hành trang trên đường về nẻo thiện. Nhân đây, chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn các bạn đạo hảo tâm ở khắp nơi từ lâu đã từng gửi tịnh tài hàng tháng để giúp nuôi các ni sinh tu học.
và các đạo hữu đã gửi tịnh tài cúng dường may y áo mùa đông, cũng như cúng dường giúp tu viện trong chuyến đi này. Cũng không quên cảm ơn các đồng hương Phật tử đã từng đóng góp trong các tiệc chay gây quỹ hàng năm của Sonam Rinpoche, để thầy có đủ điều kiện góp phần lo cho mạch mạng Phật Pháp được trường tồn. Oh.